Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, vừa qua Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách và tiền nợ thuế gốc sẽ tiếp tục được theo dõi và được xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38. Tuy nhiên, liên quan tới số tiền nợ đọng thuế, việc xóa nợ đọng thuế đối với các đối tượng nào, mức độ xóa tới đâu, trách nhiệm của người nộp thuế, đặc biệt là trách nhiệm của người thu thuế như thế nào, đã xử lý được cán bộ nào, cơ quan nào và trách nhiệm đôn đốc thuế này hay chưa? Trong về đề tài về xóa nợ thuế lần này, chúng tôi xin được đề cập đến các vấn đề trên. Song chương trình Tài chính thuế tuần này, chúng tôi xin được đề cập tới một góc nhìn trong chương trình lần này, đó là nợ thuế là gì và điều kiện tiên quyết để được xóa nợ là gì, trách nhiệm khi để xảy ra trục lợi thuế ra sao. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nợ thuế đối với tổ chức cá nhân là điều không hiếm gặp tại Việt Nam. Tuy nhiên, con số nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước là 42.990 tỷ đồng tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2019. Để hiểu rõ hơn nợ thuế là gì và nguyên nhân số nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước tại đâu, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Theo quy định tại tiểu mục 1, mục 3 quy định số 1401 quy trình quản lý nợ thuế có quy định về khái niệm tiền nợ thuế được quy định như sau. Tiền thuế nợ là các khoản tiền thuế, phí, lệ phí, các khoản thu từ đất, thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thu theo quy định của pháp luật gọi chung là tiền thuế nhưng đã hết thời hạn quy định mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 là 83.158 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2018. Số tiền nợ thuế không còn khả năng thu hồi, người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự liên quan đến trách nhiệm hình sự, tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh là 39.010 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng 46,9% tổng số tiền nợ thuế, tăng 11,4%, tương đương 3.992 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018, tăng 0,3% so với thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2019. Trước tình hình nợ thuế không có khả năng thu hồi, có chiều hướng tăng, Tổng cục Thuế đã cử đoàn công tác làm việc với các cục thuế để ra soát, yêu cầu các cục thuế có giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế. Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 7 năm 2019, Tổng cục đã rà soát tại 54 cục thuế, chỉ còn 9 cục thuế có số thu thấp chưa rà soát. Sau khi rà soát và kiểm tra công tác thu hồi nợ, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Tính đến ngày 31 tháng 8, thì tổng số tiền nợ thuế là 88.253 tỷ đồng, trong đó tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng số tiền nợ thuế. Con số này được đề cập trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Tỷ trọng nợ trên tổng số thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014 xuống mức 6,9% tính đến cuối tháng 8 năm 2019. Tuy nhiên, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao. Tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31 tháng 8 là 88.253 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018. Về nguyên nhân, Bộ Tài chính cho biết theo đánh giá của cơ quan quản lý thuế, do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể, có 1.227 trường hợp người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự với số tiền nợ thuế là 362 tỷ đồng. 23.651 doanh nghiệp tự giải thể nhưng không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp với số tiền nợ thuế là 2.230 tỷ đồng. Có 264 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, tự phá sản nhưng không làm thủ tục phá sản theo quy định với số tiền nợ thuế là 772 tỷ đồng. Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019 đã quy định đầy đủ các đối tượng được xử lý nợ, chết, mất tích, mất năng lực, hành vi dân sự, giải thể, phá sản, bị thiên tai, bất khả kháng và các điều kiện xử lý, thẩm quyền xử lý nợ. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Vì vậy, đối với các khoản nợ phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 không được hồi tố để xử lý. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế hiện hành quy định 3 trường hợp được xóa nợ thuế nhưng phải đáp ứng được các điều kiện là phải thực hiện tuần tự các biện pháp cưỡng chế nợ và khoản nợ thuế đủ 10 năm. Hầu hết các khoản nợ hiện nay chưa đủ điều kiện 10 năm nên không được xử lý nợ.
Ngoài ra, đối với các trường hợp người nộp thuế đã chết, đã mất tích, giải thể, phá sản, ngừng bỏ hoạt động kinh doanh, thực tế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước nhưng vẫn phải tính tiền phạt và tiền chậm nộp. Số nợ này là nợ ảo, không còn khả năng thu vào ngân sách. Luật hiện hành lại không có quy định khoanh nợ. Đối với các khoản tiền chậm nộp, theo Luật Quản lý thuế số 21 năm 2012, đến nay chưa có cơ chế xử lý. Luật Quản lý thuế số 21 năm 2012 không có điều khoản chuyển tiếp xử lý số nợ động này. Luật Quản lý thuế số 21 năm 2012 cũng không có quy định miễn đối với tiền chậm nộp. Do đó, đối với một số khoản tiền chậm nộp thuộc các trường hợp gặp thiên tai bất khả kháng phát sinh, tiền chậm nộp chưa được xử lý. Vì vậy, Chính phủ thấy cần báo cáo Quốc hội để có cơ chế xử lý. Đối với các khoản tiền chậm nộp, theo Luật Quản lý thuế số 21-2012, đến nay chưa có cơ chế xử lý. Luật Quản lý thuế số 21-2012 không có điều khoản chuyển tiếp xử lý số nợ động thuế này. 4 là Luật Quản lý thuế số 78-2006 quy định đối với các trường hợp gặp thiên tai bất khả kháng thì được miễn xử phạt vi phạm pháp luật đối với hành vi chậm nộp tiền thuế hay còn gọi là phạt chậm nộp. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế số 21-2012 thì không có quy định miễn đối với tiền chậm nộp. Vì vậy, đối với một số khoản tiền chậm nộp thuộc các trường hợp gặp thiên tai bất khả kháng phát sinh, tiền chậm nộp chưa được xử lý. Vì vậy, Chính phủ thấy cần báo cáo Quốc hội để có cơ chế xử lý. Đại diện Bộ Tài chính cũng nêu rõ từ tình hình trên, Chính phủ thấy rằng việc báo cáo Quốc hội có biện pháp để xử lý nợ đối với những người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để xử lý nợ tồn đọng trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 mà không còn khả năng thu nộp ngân sách nhà nước. Nghị quyết này quy định về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, sau đây gọi chung là xử lý nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày Luật Quản lý thuế số 38/2019 QH14 có hiệu lực thi hành. 2. Về đối tượng áp dụng. Đối tượng áp dụng gồm người nộp thuế có tiền nợ thuế thuộc đối tượng được khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền chậm nộp quy định tại nghị quyết này. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 3. Về nguyên tắc xử lý nợ. Việc xử lý nợ phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau. Một là việc xử lý nợ phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền và đảm bảo điều kiện quy định, hồ sơ, quy trình, thủ tục và chịu trách nhiệm cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Hai là công khai, minh bạch việc xử lý nợ, đảm bảo việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền, giám sát của người dân. Ba là việc xử lý nợ nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế nhưng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ì nợ thuế. Cơ quan thẩm tra ghi nhận Bộ Tài chính đã hướng dẫn xử lý xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp cho người nộp thuế kịp thời đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, số nợ đọng không có khả năng thu hồi được xử lý xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành rất thấp, chỉ bằng 0,51% số nợ không còn khả năng thu. Trong khi các khoản nợ thuế này đều bị tính tiền chậm nộp 0,03% một ngày, dẫn đến số nợ đọng không có khả năng thu ngày càng tăng cao qua các năm. Số nợ đọng không còn khả năng thu hồi được, xử lý xóa nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành rất thấp, chỉ bằng 0,51% số nợ không còn khả năng thu, trong khi đó các khoản nợ thuế này đều bị tính tiền chậm nộp là 0,03% một ngày, dẫn đến số nợ không có khả năng thu hồi ngày càng cao qua các năm. Tạo sức ép về nhiệm vụ xử lý nợ đọng nên cơ quan quản lý thuế mặc dù ngân sách nhà nước không còn khả năng thu từ các đối tượng này. Về Luật Quản lý thuế hiện hành không quy định việc khoanh nợ, trong khi việc thực hiện quy định về xóa nợ đối với 3 nhóm đối tượng trong Luật Quản lý thuế hiện hành còn nhiều bất cập không thể thực hiện được cụ thể như sau. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, có nhiều doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng không làm thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản, hoặc chỉ thông báo phá sản nhưng không hoàn thành các thủ tục phá sản. Do đó, cơ quan quản lý thuế không có hồ sơ để căn cứ làm xem xét cho việc xử lý xóa nợ theo quy định tại khoản 1 điều 65 của Luật Quản lý thuế hiện hành. Trường hợp xóa nợ cho người nộp thuế đã chết, mất tích mà không còn tài sản nộp thuế, thực tế khi cá nhân đã chết thì không xác nhận được người nộp thuế còn tài sản hay không. Trường hợp còn tài sản thì tài sản này còn thuộc quyền sở hữu chung của gia đình, vợ hoặc chồng, các con mà không thực hiện phân chia tài sản theo quy định của pháp luật về thừa kế, dẫn đến tình huống không xác định người nộp thuế có còn tài sản hay không để xử lý xóa nợ theo quy định tại khoản 2 điều 65 của Luật Quản lý thuế hiện hành.
Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về trách nhiệm chủ quan của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế lớn, kéo dài qua nhiều năm, đồng thời báo cáo rõ việc khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo nghị quyết này và có đánh giá tác động cụ thể. Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ hơn về trách nhiệm chủ quan của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xảy ra tình trạng nợ đọng thuế lớn kéo dài qua nhiều năm, báo cáo rõ việc khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo nghị quyết này và có đánh giá tác động cụ thể. Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc xử lý tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp nhà nước vì doanh nghiệp nhà nước là pháp nhân do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và hiện nay đang trong tiến trình cổ phần hóa sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Do vậy, việc khoanh nợ tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phải được xử lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Có thể thấy nợ thuế vẫn đang là thách thức không nhỏ đối với ngành thuế khi số nợ không có khả năng thu hồi vẫn tích tụ qua nhiều năm, gây lãng phí nhân sự quản lý và làm mất cân đối cán cân thu ngân sách nhà nước. Trước vấn đề này, ngành thuế đã có giải pháp như thế nào để xử lý tình trạng này? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại Hồng Hà, trước đây có trụ sở tại phường Quan Hòa, quận Cầu Giấy, đang nợ thuế hơn 22 tỷ đồng. Nhưng chi cục thuế quận không thể thu hồi được vì doanh nghiệp đã mất tích. Qua nhiều năm, quận Cầu Giấy đã thành lập hàng trăm đoàn đi đôn đốc thu hồi nợ thuế khó đòi, nhưng mọi nỗ lực chỉ là con số 0. Thì là cũng chúng tôi cũng đã vào cuộc đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên có những cơ sở đến nơi thì không còn hoạt động nữa. Chủ cơ sở có thể là chết hoặc là mất tích, không còn đang hoạt động tại cơ sở mà đúng như đăng ký của chủ cơ sở. Cho nên là rất là khó trong công việc mà đôn đốc cũng như là thu hồi nợ thuế. Cái số tiền thuế nợ này thì chiếm tới 42,5% trong tổng số thuế nợ. Trong đó thì tính riêng cái tiền phạt trong cái nhóm này thì cũng đã chiếm đến 40%. Và có những cái khoản nợ qua theo dõi thì chúng tôi thấy là phát sinh từ cái ngày thành lập ngành thuế đến nay mà trong cái đó chúng tôi vẫn đang theo dõi cái khoản tiền nợ cũng như phải tính cái khoản tiền phạt chậm nộp. Tính đến tháng 7 năm 2019 thì tổng số nợ thuế do ngành thuế quản lý đã lên tới trên 83.000 tỷ đồng, trong đó tiền thuế nợ không còn khả năng thu chiếm gần 50%. Chỉ trong hơn 3 năm, tổng số nợ thuế không có khả năng thu hồi đã tăng hơn 14.000 tỷ đồng, chiếm tới 1% tổng thu ngân sách nhà nước, bởi bị tính thêm tiền chậm nộp và tiền phạt chậm nộp 0,03% một ngày. Đối với những người đã chết, ở những người được coi như là mất tích và những người hết cái hành vi dân sự mà người ta không còn tài sản thì không biết là chúng ta thu vào đâu. Vậy chúng ta cũng phải xóa ra họ chứ. Thứ hai là đối với các doanh nghiệp, không ai mong muốn là người ta kinh doanh thua lỗ dẫn đến phá sản giải thể. Vậy thì người ta cũng đã đến mức người ta kinh doanh thua lỗ, người ta không còn tài sản nữa, đã phải dẫn đến phá sản giải thể mà người ta vẫn nợ thuế. Thì đương nhiên là chúng ta cũng phải xem xét để chúng ta xóa đi, để cho đỡ phải ghi trên sổ sách. Theo các chuyên gia, việc xóa nợ này không phải là mất tiền của ngân sách mà thực chất là xóa và khoanh nợ để không phát sinh thêm tiền chậm nộp thuế. Dự kiến số tiền xóa nợ tiền thuế theo các tiêu chí của chính phủ rất lớn nên dự thảo nghị quyết cần quy định rõ trách nhiệm các cá nhân khi để xảy ra xóa nợ thuế sai đối tượng nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách và vì lợi ích nhóm làm thất thoát tiền thuế của nhà nước. Chính phủ cũng như là Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế chúng tôi phải có soạn thảo làm sao đảm bảo là rất là chặt chẽ các đối tượng, từ đối tượng khoanh nợ đến đối tượng được xử lý xóa nợ để đảm bảo là công bằng và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong luật 38 cũng như trong dự thảo của nghị quyết thì cũng đã quy định cái đối tượng, phạm vi và đặc biệt là có một cái yêu cầu đặt ra đối với hai cái cơ quan, một là Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ban hành cái quy trình cụ thể. Cái thứ hai là điều 7 của dự thảo quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan trong cái việc kiểm soát và tổ chức thực hiện vấn đề này. Mà cái điều quan trọng nữa, đây cũng là một cái nội dung của ngân sách nhà nước và có yêu cầu là phải được báo cáo trong cái quyết toán ngân sách hàng năm. Mà đã đưa vào trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm thì chắc chắn là cơ quan kiểm toán nhà nước cũng sẽ xem xét cái vấn đề này. Tôi cho rằng cái này hoàn toàn đầy đủ và chặt chẽ theo quy trình tự thủ tục.
Nợ thuế không có khả năng thu hồi suốt thời gian qua đã tạo áp lực lớn về chi phí quản lý, nhân lực quản lý. Các chuyên gia kỳ vọng việc bổ sung quy định về khoanh nợ tại luật quản lý thuế sửa đổi lần này sẽ làm giảm số nợ ảo, giảm chi phí quản lý, chi phí về nhân lực của cơ quan quản lý thuế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.